Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một đoạn văn ngắn tả về hoa phượng. Nội dung như sau. Hoa phượng là loài hoa của tuổi học trò. Hoa mọc thành từng chùm. Khi nở, hoa phượng xòe ra như bướm. 4 cánh màu đỏ, cánh còn lại có màu trắng, điểm nhiều chấm đỏ. Cánh hoa này dày và cứng hơn. Nhị hoa thì vươn dài, có màu đỏ. Mùa hè, hoa phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường. Khi hoa phượng nở, cũng là lúc chúng em sắp được nghỉ hè. Em rất thích loài hoa này. Trên đây, mình vừa hướng dẫn các bạn học sinh viết một đoạn văn ngắn gọn tả về hoa phượng. Các bạn đọc và tham khảo những ý hay. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn học tốt.